Phượng kính chào quý vị hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay gồm có tin tức đầu tuần và tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần tin tức. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã đến Vương quốc Anh. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến London trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày ở Vương quốc Anh vào thứ Hai. Chuyến bay của Tổng thống và phu nhân đáp xuống phi trường London Stansted vào thứ Hai 3 tháng 6 2019, lúc 9 giờ sáng giờ địa phương. Tổng thống Trump và phu nhân được chào đón trọng thể tại khu vườn của Cung điện Hoàng gia. Đây là một nghi lễ đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania là, là khách danh dự của nữ hoàng Elizabeth và họ cùng tham dự một buổi lễ kỷ niệm tại Portsmouth đánh dấu 75 năm kể từ cuộc đổ bộ D-Day 6 tháng 6. Tổng thống Trump cũng sẽ có một cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Anh tại Downing Street.